có rất là nhiều bạn nuôi bò, rồi sẽ đến lúc các bạn phải bán bò thì các bạn không biết tính được cái trọng lượng cái con bò của bạn bao nhiêu ký ấy, dẫn đến cái việc các bạn kêu lái ấy, thì thương lái sẽ ém giá các bạn. Cũng có rất là nhiều bạn phải dùng thước đo đo nhưng vẫn không thể tính được cái trọng lượng cái con bò của bạn thật sự là bao nhiêu ký. Để tính được thật sự cái con bò của bạn thật sự bao nhiêu ký ấy, thì các bạn phải cân, nhưng mà ở một cái tỉnh thành nào đó thì các bạn không thể có điều kiện mà để cân bò, vì thế các bạn phải bị thương lái nó ém giá các bạn rất là nhiều. Thì ngày hôm nay Phúc sẽ chia sẻ cho các bạn một cái bí quyết á, để cho mà khi mà các bạn bán bò thì thương lái nó sẽ không có ém giá các bạn nhiều nha. Để làm được điều đó thì trước khi mà các bạn kêu lái bán bò thì các bạn phải kêu ít nhất chênh lệch với giá tiền con bò là khoảng từ 3 đến 5 triệu. Thí dụ như con này mình mua với giá là 22 triệu mà bây giờ nó thành 27, 28 triệu, mà khi mình bán bò thì mình sẽ kêu với giá là 30 triệu. Và các bạn xin lưu ý cho Phúc nha, ngày đầu tiên mà các bạn kêu lái bán bò thì chắc chắn thì 100% thì cái ông lái sẽ ém giá các bạn rất là nhiều. Để tránh cái tình trạng mà ém giá thì các bạn phải kêu chênh lệch ít nhất từ 3 đến 5 triệu nha. Sau vài ngày mà cái ông lái không thể trả được cái giá 30 triệu thì các bạn phải hạ giá xuống từ 500 đến 1 triệu đồng nha cả nhà. Thì chỉ trong vòng vài bữa nữa thì nếu mà các ông lái nó còn quằn á, hoài xin số điện thoại của các bạn thì các bạn nên lưu ý cho mình, thì các bạn chỉ được hạ giá từ 500 đến 1 triệu đồng nha. Và đây cũng là cái cách mà Phúc bán bò mà cái ông lái không thể nào mà trả với cái giá thấp được nha. Đây chính là một cái kinh nghiệm mà Phúc muốn gửi đến các bạn nào mà muốn đang ý định bán bò, các bạn không có điều kiện để cân bò hoặc các bạn không thể tính được cái trọng lượng một cân bò bạn thật sự là bao nhiêu ký, thì các bạn hãy dùng cái cách này nha. Vì đây là cái cách rất là thành công mà Phúc muốn gửi đến cho các bạn ở vùng sâu vùng xa hoặc các bạn đang ý có ý định là bán bò nha. Nếu các bạn cảm thấy cái video này hay và bổ ích á, thì mình mong các bạn sẽ cho Phúc một like và một đăng ký nha, để mình phát triển thêm cái kênh và sẽ chia sẻ cho các bạn thật nhiều cái bổ ích mà khi các bạn mà nuôi bò thịt bò béo sẽ phát triển thêm kinh tế nha. Ngày hôm nay Phúc làm một cái video này á, là để chia sẻ cho một bạn mà ngày hôm qua đã nhờ mình làm một cái video và để hướng dẫn cho các bạn đó về cái cách mà bán bò mà thương lái không ém giá các bạn đó nha. Và nếu mà các bạn có xem cái đoạn video này thì Phúc mong bạn sẽ luôn thành công và chia sẻ cái đoạn video này để cho nhiều người biết nha. Vì đây là cái kênh mới tạo của Phúc á, nên Phúc rất là cần sự ủng hộ của bà con để Phúc có thêm động lực để tiếp tục ra những video hay và chia sẻ hướng dẫn để cho mọi người biết được cái cách mà làm sao nuôi bò đạt chuẩn hơn và mau thời gian xuất chuồng hơn nha. Còn đây là cái con bò cái sinh sản của Phúc nha cả nhà. Vì Phúc thì chỉ thích nuôi giống bò bô tây thôi, thì cái loại này là cái loại lai sinh nha cả nhà. Thì trước mặt các bạn là cái giống mò, cái con bò đực mò mình mua với giá là 12 triệu nha, mà hiện tại cái giá thật sự của nó là 17 triệu nha cả nhà. Thì mình nuôi cái con bò này là khoảng hơn một tháng, gần một tháng rồi nha cả nhà. Thì mình cũng chia sẻ cho các bạn, vì hiện nay thì cái giá bò đang lên á, nếu mà các bạn đi mua bò thì các bạn nên lựa chọn những cái bò ốm nha, mà mình đã chia sẻ cho các bạn rất là nhiều tập rồi. Các bạn nên lựa chọn những cái con bò mà ốm, vì bò càng ốm thì chúng ta nuôi bò béo thì sẽ có lợi nhuận càng cao. Vì cũng có rất là nhiều bạn mua bò các bạn cứ chọn những cái con bò mập, khi mà các bạn lựa chọn về các bạn cho ăn bò béo thì đến khi mà các bạn xuất chuồng thì các bạn không có lợi nhiều. Trước khi mà các bạn đi mua bò thì các bạn nên suy nghĩ rằng mình mua cái con bò này rồi sau này mình mua rồi mình cho ăn cám của béo thì trong vòng hơn 10 tháng á, thì có thể là mình có lời hay không, thì các bạn nên suy nghĩ điều đó nha, rồi bạn mới có thể là mua. Các bạn nên lựa chọn những cái con bò ốm á, giá nó rẻ mà khi các bạn bỏ béo lên thì nó sẽ mập, các bạn chăm sóc kỹ như Phúc á, thì nó sẽ mập nha. Và cho đến khi các bạn nuôi tới 10 tháng thì các bạn sẽ xuất chuồng và cái số tiền của bạn rất là nhiều nha. Và Phúc cũng xin chia sẻ thêm để cho các bạn hiểu nha, nếu mà các bạn nuôi bò mà các bạn nuôi lâu năm mà không có thành công á, mà các bạn đã từng nuôi mà không có hiệu quả thì các bạn hãy bấm ngay đăng ký kênh để xem lại những tập video mà mình hướng dẫn cho mọi người xem về cho bò con thức ăn nha, từ 6 tháng đến 9 tháng, mà từ 12 tháng đến 15 tháng. Các bạn nhớ là xem lại từng tập cho mình nha, vì đây là những cái kiến thức mà hay mà mình muốn chia sẻ để cho các bạn biết được làm sao từ một con bò ốm á, trở thành một cái con bò mập hoàn chỉnh á, để cho các bạn kiếm thêm tiền thu nhập để trang trải cuộc sống nha. Nếu mà các bạn muốn kết bạn với mình á, thì mình sẽ để lại ở dưới phần mô tả cái đường link Facebook của mình. Các bạn nhớ vào ngay cái đường link đó rồi và sẽ đi đến trang cá nhân chính của mình nha. Các bạn sẽ biết thêm nhiều cái kinh nghiệm từ mình. Các bạn có thể là nhắn tin, gọi điện trực tiếp qua cho mình nha. Còn nếu mà các bạn muốn tham gia nhóm của mình thì các bạn hãy bấm ngay nhóm và tham gia nhóm của mình nha.
Thì bây giờ lời cuối thì Phúc cũng xin tạm dừng tới đây và chúc sức khỏe mọi người nha. Phúc xin chào tạm biệt mọi người và hẹn mọi người vào cái tập tiếp theo nha.